Hoàng Anh Gia Lai của Bầu Đức và cuộc chiến trụ hạng ở V-League 2019. Mùa giải năm nay đang đi đến hồi kết với những diễn biến căng thẳng, kịch tính và khó lường ở cuộc chiến trụ hạng với sự góp mặt của gần nửa một số đội bóng tham dự V-League 2019. Khánh Hòa, thân cô thế cô. Sau vòng 22, Khánh Hòa đang đứng đội sổ với vẹn vẹn 20 điểm, kém đội xếp trên là Thanh Hóa 5 điểm. Vì thế, lúc này đội bóng Phú Biển đương nhiên đang là ứng cử viên sáng giá nhất cho suất xuống hạng trực tiếp ở mùa giải năm nay. Hàng công mùa này của Khánh Hòa không quá tệ khi ghi được 26 bàn. Nhiều hơn cả Sông Lam Nghệ An 25 bàn và Viettel 21 bàn. Thế nhưng, hàng thủ đội bóng Phú Biển thì thực sự là thảm họa với 40 lần phải vào lưới nhặt bóng, nhiều thứ hai trong số 14 đội bóng tham dự V-League 2019. Chỉ sau Thanh Hóa 44 bàn, trong bối cảnh thân cô thế cô như hiện nay mà mùa giải chỉ còn 4 vòng đấu nữa là kết thúc, sẽ rất khó để Khánh Hòa có thể trụ hạng thành công. Suất playoff sẽ thuộc về ai? Theo thống kê ở những mùa giải gần đây, thì để có thể chắc chắn trụ hạng, đứng thứ 12 trở lên, các đội bóng cần phải có ít nhất là 30 điểm. Vì thế, từ vị trí thứ 6 của Sông Lam Nghệ An, 30 điểm trở xuống, các đội đều chưa chắc chắn trụ hạng. Dù vậy, theo đánh giá chung của giới chuyên môn, suất playoff ở mùa giải năm nay sẽ là cuộc chiến khốc liệt giữa 5 đội bóng hiện đang có số điểm suýt soát nhau từ 25 đến 27 điểm, bao gồm Nam Định, SHB Đà Nẵng, Viettel 27 điểm, Hoàng Anh Gia Lai 26 điểm và Thanh Hóa 25 điểm. Trong năm ứng cử viên này, Hoàng Anh Gia Lai đang là đội có phong độ khả dĩ nhất khi giành được 7 điểm trong 5 vòng đấu gần đây, thắng 2, hòa 1, thua 2. Ba đội Nam Định, SHB Đà Nẵng và Viettel đều chỉ giành được 4 điểm, thắng 1, hòa 1, thua 3. Trong khi Thanh Hóa của tân huấn luyện viên Mai Xuân Hợp vẫn đang trên đà tụt dốc không phanh. 5 vòng đấu gần đây, đội bóng xứ Thanh không giành nổi một điểm nào. Nếu không nhanh chóng tìm ra giải pháp ngăn đà tụt dốc, Thanh Hóa sẽ là ứng cử viên sáng giá cho suất đá playoff vào cuối mùa. Với Á quân giải hạng nhất 2019, câu lạc bộ Phố Hiến, mùa giải 2019 chỉ còn 4 vòng đấu ở phía trước. Tuy nhiên, với số điểm chênh lệch xích sao như hiện nay thì chưa thể nói trước được điều gì, bởi chỉ cần một trận thắng, thua là vị trí của các đội trên bảng xếp hạng sẽ lập tức thay đổi. Ở 4 vòng đấu còn lại, các đối thủ của Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai là giống nhau: Sài Gòn, Hải Phòng, Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, trong khi SHB Đà Nẵng, Viettel, Thanh Hóa sẽ luân phiên đối đầu trực tiếp với nhau từ vòng 24 đến vòng 26. Rất có thể cuộc chiến chạy trốn suất playoff ở mùa giải năm nay sẽ còn kéo dài cho tới tận vòng đấu cuối cùng, và cái tên tham dự trận playoff với đội Á quân giải hạng nhất 2019 sẽ chỉ được xướng lên sau khi V-League 2019 chính thức hạ màn.